Chào bạn chào mừng bạn đến với kênh chính thức của Sạch2Go tại việt nam cảm ơn bạn vì đã ở đây giúp chúng mình thực hiện sứ mệnh mang kiến thức về tâm lý và sức khỏe tinh thần tới nhiều người hơn nữa chúng ta cùng đi vào nội dung chính nhé bạn đã bao giờ nghe thấy thuật ngữ trầm cảm tươi tắn trầm cảm chức năng cao hay trầm cảm che giấu những thuật ngữ này có thể dùng để chỉ tình trạng một người bị bệnh lý trầm cảm đang cố che giấu tình trạng của mình họ thường tỏ ra vui vẻ thành công và dễ dàng trong cuộc sống khiến bạn tin rằng Họ đang có một cuộc sống hoàn hảo, không có bất cứ vấn đề tâm lý nào. Nếu bạn nghi ngờ ai đó đang bị trầm cảm thì hãy để ý đến 8 dấu hiệu biết nói sau đây. Dấu hiệu số 1, cảm xúc của họ nhạy cảm hơn nhiều so với người khác. Người đó có trở nên nhạy cảm quá mức chỉ với một câu hỏi hoặc một câu nhận xét bình thường không? Những người đang che giấu tình trạng trầm cảm thường cảm nhận mọi thứ thái quá hơn thông thường bởi họ đang có quá nhiều cảm xúc che giấu bên trong. Họ dễ khóc, dễ tủi thân, và dễ bùng nổ bởi họ đang quá tải những cảm xúc bên trong. Họ biểu hiện cả hai thái cực, thể hiện yêu thương trì mến với người khác hơn mà cũng có thể dễ cáu giận và buồn tủi hơn. Dấu hiệu số 2, họ giảm đi sự tích cực và lạc quan. Người bạn quan tâm, người từng rất dễ tính và vô tư, có trở trở nên đa nghi và bi quan. Họ có thể đang phải tranh đấu ở sâu bên trong với nhiều suy nghĩ ảm đạm mà họ không dám chia sẻ với ai. Họ có thể không tin vào bất cứ điều gì nữa và trở nên giảm sự tích cực và lạc quan hơn trước đây. Dấu hiệu số 3, họ ám ảnh với việc trở thành người giỏi nhất. Trầm cảm, dù che giấu hay không, thường cướp đi của chúng ta khả năng tìm thấy những niềm vui giản đơn trong cuộc sống. Những người che giấu trầm cảm thường làm việc quá độ để tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và hợp lý hóa sự khổ sở họ đang phải chịu đựng. Bằng việc làm việc quá độ, họ có cảm giác chứng trầm cảm đang giảm bớt và giúp họ sao nhãng đi khỏi mọi sự tiêu cực họ đang cảm nhận thấy. dấu hiệu số 4. Họ có cảm xúc thay đổi thất thường không? Trầm cảm không phải lúc nào trông cũng buồn bã. Đôi khi chúng trầm cảm thể hiện ra ngoài như giận dữ, dễ cáu kỉnh và thay đổi tâm trạng bất chợt. Trầm cảm khiến một người khó cảm nhận được niềm vui trong kể cả những thứ họ đã từng yêu thích. Phản ứng của họ có xu hướng dễ kích động và suy sụp. Họ đang phải kìm nén quá nhiều cơn thịnh nộ và cảm xúc tuyệt vọng ở bên trong. Vì thế, như một ngọn núi lửa, họ dễ để cảm xúc phun trào và xả cơn giận ra bên ngoài dấu hiệu số 5, họ bắt đầu lạm dụng chất kích thích gây nghiện. Thỉnh thoảng sử dụng chất kích thích khá là bình thường. Tuy nhiên, tín hiệu báo động cho trứng trầm cảm che giấu là khi việc sử dụng chúng trở nên thường xuyên và dần phụ thuộc. Hiệp hội về trứng lo âu và trầm cảm Hoa Kỳ, ADAA, đã tìm ra rằng gần 1 trong 5 người mắc trứng trầm cảm sẽ gặp rối loạn sử dụng chất gây nghiện. Dấu hiệu số 6, dạo gần đây họ thường xuyên đến muộn. Người bạn rất đúng hẹn có tự nhiên hay quên những buổi hẹn ăn trưa với bạn họ có thường lơ đãng hơn bình thường khi đang nói chuyện cùng bạn. Gặp khó khăn trong việc tập trung và ghi nhớ là một dấu hiệu của trầm cảm. Người mắc trầm cảm thường khó khăn trong việc kiểm soát dòng suy nghĩ của họ và vật lộn với việc hoàn thành nhiệm vụ, ảnh hưởng xấu tới điểm số ở trường hoặc kết quả làm việc. Họ còn gặp khó khăn trong việc ra quyết định và ghi nhớ những sự kiện gần đây. Kết quả là họ thậm chí bắt đầu nói năng và di chuyển ủy hoài chậm chạp hơn bình thường. Dấu hiệu số 7. Họ cảm thấy tệ khi nhờ giúp đỡ. Bạn của bạn có nói với bạn vấn đề gì đó, nhưng rồi lại gạt đi và nói nó không quan trọng, họ sẽ tự giải quyết được. Khi một người đang cố che giấu chứng trầm cảm, họ thường rụt rè nhiều giúp đỡ, sau đó ngay lập tức rút lại lời đó. Họ xin lỗi vì đã nhờ bạn giúp, kể cả khi họ đang phải đấu tranh, họ không muốn đặt gánh nặng lên vai người khác về những gì họ đang phải trải qua. Dấu hiệu số 8. Họ luôn cố tỏ ra hạnh phúc. Bạn có biết ai đó lúc nào cũng tươi cười và vui vẻ, thường xuyên chối bỏ vấn đề họ đang gặp phải, mặc dù bạn biết chắc là họ đang gặp khó khăn. Họ sẽ không để bạn thấy họ khóc hoặc buồn, họ hay lấy cớ để từ chối gặp bạn. Khi không ai để ý thì bạn sẽ thấy họ hoàn toàn không ổn. Những người mắc chứng trầm cảm không phải lúc nào cũng có dấu hiện thường đi kèm với bệnh lý vì nhiều người trong số họ đang cố che giấu tình trạng của mình. Bạn có nghĩ tới người nào đó không? Do những thành kiến xung quanh các bệnh tâm lý, nhiều người mắc trầm cảm muốn giữ kín vấn đề của họ vì nỗi sợ bị đánh giá, nếu bạn nghi ngờ ai đó đang che giấu chứng trầm cảm hãy giang tay hỗ trợ họ bạn có thể động viên họ tìm tới những sự giúp đỡ chăm sóc tâm lý từ các chuyên gia mà họ đang cần hãy để ý tới những dấu hiệu kể trên và bạn có thể cứu giúp cuộc đời ai đó nếu bạn thấy hữu ích hy vọng bạn chia sẻ tới nhiều người đang cần nội dung này tài liệu tham khảo chúng mình để trong phần mô tả hãy bình luận bên dưới về những chủ đề mà bạn quan tâm để chúng mình ra các video tiếp theo nhé chúc bạn một ngày vui tốt lành hẹn gặp bạn trong các video sau